Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Xà Thành. Hiện tại nhân đang ở trên đường Văn Thân, khu vực của phường 8, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở ngoài kia là góc đường Bình Tiên và đường Văn Thân, ngay gần chợ Bình Tiên nha anh chị. Đó, hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở hẻm 73, đường Văn Thân nha. Ở căn nhà này có chiều ngang là 3m3 và chiều sâu vào là 10m ha Đó. pháp lý chuẩn mua bán ký công chứng sang tên ha, anh chị đây là đường trường uh, gần kia có cái trường Văn Thân Đó, khu vực của đây là phường uh, 8 của quận 6 mình ha hẻm 73 là hẻm rộng nha đây hẻm 73 nè anh chị Đó, hẻm 73 đi vô ha ở đây là hẻm 73 đường Văn Thân nha nhà này là hướng là hướng đông ha trước nhà mình thì có khoảng sân cũng rộng rãi nằm hoàn toàn những khu dân cư hiện hữu luôn nha mua bán thì sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nằm gần chợ Bình, Bình Tiên Ủy ban dân quận 6 Đó, mình vào đang đi vào cái hẻm từ đầu hẻm 73 mình đi vào để quay chi tiết bên trong căn nhà cho anh chị mình xem nha khu dân cư hiện hữu hết luôn ha Đó, vị trí là rất là đẹp nha đi bộ vào vài bước là ra tới mặt tiền rồi hướng nhà của mình là hướng đông nha anh chị Đó. ở đây tới vị trí căn nhà của mình rồi ha Đó, bên hông này anh chị ở căn này nè ở căn nhà mình căn này anh chị một trệt và một lửng anh chị một trợt và một lửng Đó, vào trong căn nhà của mình mặt ngoài thì chủ ốp đá nè. cái ốp đá. căn này có cái cổng rào bên ngoài nè, 73 x 12m đường Văn Thân ha. Ở trước nhà mình có cái khoảng sân nè à. Ở trước nhà mình ha. Khu dân cư hiện hữu hết nha nha. Mua bán sổ hồng riêng, ký công chứng sang tên nha. Ở đây kia ra ngoài kia tí một tí là tới uh, mặt tiền đường Văn Thân rồi. Rất là gần luôn nha anh chị. Ở căn nhà mình thì có được cái hông nữa nhà mình hẻm hông ở đây nữa nè từ cái mí này ha từ cái mí này nha đi thẳng ra tới mí đó 10 mét xây dựng lên là một trệt và một lửng ngay vị trí nhà mình có cái đèn nè ngay vị trí nhà mình có cái đèn nè ha đây có tấm mái che đây có cái mái che nữa nè anh chị bên ngoài có cổng rào có cung sắt bảo vệ hết luôn nhìn ra mặt trước của nhà mình nè đó, nhìn ra mặt trước của nhà mình ha khu vực là xây dựng một trệt hai lầu sân thượng đủ hết rồi nè anh chị hợp lý chuẩn ha mua bán ký công chứng sang tên mình có cái cổng rào bên ngoài Đó, cửa sắt ha hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 2 tỷ 980 triệu ha 2 tỷ 980 triệu nha Đó, khu dân cư hiện hữu hết mình có thể ở cải tạo lại ở hoặc là mình xây dựng mới sau này anh chị mình đủ tài chính thì xây dựng mới một trệt hai lầu sân thượng nha anh chị Đó, mình có cái, cái, cái sân trước nhà nè được uh, hai ô gạch viên miếng này nữa nè Đó, là được khoảng mét ha Đó, đồng hồ nước để đây mặt trên đây ốp đá hoa cương nhà là chính nước chính hết ha ở trên đây có lòng máy to mình mở trên đây mở nhiều cửa sổ ra cho nó rộng rãi ha hai lớp cửa một lớp cửa bên ngoài lớp cổng và lớp cửa bên trong lớp từ cuốn nha nó kéo lớp cửa kéo ngang qua thì mí này đá qua cương nha anh chị vị trí rất là đẹp luôn ở trên đây thì đóng là phong dịch tầng trần nhà cao ráo ha rất là phong dịch tầng xuống nha đó, ngang 3 m và sâu vào là 10 m xin lỗi chị ngang là 3 m 3 ngang 3 m 3 sâu vào là 10 m nhà vuông vắng nha đó, nhà sổ hồng vuông vắn nha anh chị điện âm tường hết hay cbi điện ở ngoài đây đây có cái đường để mình đi dây uh, đi điện nè Đó, đây ha dưới đây có cái phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi luôn nha đây có phòng ngủ dưới trệt luôn nha anh chị ở đây là cái phòng khách nè 2 tỷ 980 Vào thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha pháp lý chuẩn mua bán ký công chứng sang tên nằm gần chợ Bình Tiên ở đây là phường 8 của quận 6 ha rồi à, đây không gian bếp có cái kệ bếp dưới ha mặt bếp xài đá hoa cương bên trong thì chủ lót gạch cao ráo ở trên đây thì có đi cái cửa nè và có làm máy hút cho anh chị mình luôn nè ở đây có lắp cái máy qua cái quạt hút cho anh chị mình luôn nè một trọt và một lửng đó nha anh chị được hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh đó, nằm ở phường 8 của quận 6 nhà này thì uh, sổ hồng riêng đầy đủ luôn mua bán ký công chứng sang tên nằm hoàn tàu trong khu dân cư hiện hữu ở có phòng ngủ dưới chợp cho người lớn tuổi ha đó căn nhà này thì 2 tỷ 9 30 còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha à, đây cái phòng ngủ dưới chợp của mình này, anh chị gạch thì cũng còn mới bồn nước nằm trên đây nè đây phòng ngủ dưới trạch khu dân cư hiện hữu hết thuận tiện xây dựng uh, mới một trệt hai lầu sân thượng ngang 3m3 chiều sâu vào là được 10m ha. đây là phòng nhà vệ sinh có quạt hút ha. Đó. tường ừ, ớt cao ráo các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha anh chị Đó. 3m3 x 10 33m đất ha. giá 2 tỷ 9 uh, 2 tỷ 980 đó, chưa tới trăm triệu mét nha anh chị nằm ở khu vực phường 8 quận 6 đường dân tân gần chợ Bình Tiên đó anh chị đó, căn góc luôn đường trước nhà rộng rãi cầu thang thì hiện tại thì là cầu thang sắt thôi nhưng mà chủ lót đá quan tương lên nha rồi nhưng đi lên trên cho anh chị xem cái lửng của nhà mình nha nhà là sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên ha nó nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn anh chị mình thuận tiện xây dựng mới một trệt hai lầu sân thượng ha đó, cái gần nhà của mình nè ở trên đây đóng lao phong nha trên đây đóng lao phong gạch cũng còn sạch sẽ nha yeah, mình à, yeah. quan trọng là diện tích đất ha ngang được 3 mét 3, 3 và sâu vào được 10 mét. Đây, cái máy dưới nhà mình nè. À. Ở đây thì cái sân trước nhà mình. Đó, sân trước nhà cực kỳ rộng luôn. Anh chị mình có khách tới chơi. Để xe cũng thoải mái nha. Đó, nhà nằm ở góc luôn nha. Vị trí đẹp nha anh chị. Mua bán sổ thành riêng. Phía công chứng sang tên ha. Nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Đó, xin nhắc lại cái chiều ngang của căn nhà mình ha là 3 m ba và sâu vào là 10 m được xây dựng với kết cấu một trệt một lửng đường trước nhà rộng rãi nằm ở cái quận chợ bình tiên Đó, gần góc đường bình tiên và đường văn thân cái nhà mình ở đây thì sự thuận tiện xây dựng mới nếu chị mình có tài chính đủ xây dựng mới với diện tích 33 m ha. Thì mình xây dựng là một trệt. Một lửng hai lầu sân thượng gì đó hoặc là một trệt ba lầu sân thượng. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Này căn này xây dựng mới là đẹp nha anh chị. À, giá chưa tới 100 triệu mét đất nữa chưa đủ tài chính thì mình cải tạo lại mình ở ha, cải tạo lại và nếu mà mình đủ tài chính rồi thì mình sẽ thuận tiện xây dựng mới luôn. Đó. 2 tỷ 980 ha, giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha. nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Rồi nếu thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy uh, liên lạc với nhau qua số điện thoại là 0822 39 39 39 nha. Trên YouTube bất động sản Trà Thành hoặc có bất động sản cần ký gửi thì anh chị mình hãy liên lạc với nhau qua số điện thoại là 0922 39 39 39 nha. Địa chỉ căn nhà mình là 73 xẹt 12M đường Dân Phân, phường uh, 8 quận 6 ha nó căn nhà có cái bên hông nữa nè có thể bên hông nữa nè anh chị Đó, từ vị trí này nè từ vị trí này ha thẳng tới cuối bên kia là được uh, 10 m ha ngang là 3,3 ba ha Đó, một trọt một lửng trước nhà của mình nè nó trước nhà của mình nè ha một kỳ rộng luôn mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nằm hoàn toàn trong khu dân cử dân cư hiện hữu ha cách mặt tiền khoảng uh, 50 m rồi anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân để xem ha thì sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha đó, à, 2 triệu 980 còn hơn lượng ha. anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video ha và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình ha